Chào các bạn nhé, kênh tiếng Việt lại vừa về một em máy chiếu VIP, hàng này nó dạng hàng VIP luôn, và một em Canon LXMU 500Z, đây công nghệ DLP, con này sản xuất vào những năm 2017-18 nhé, đẹp, không một cái gì cả, nói chung là đẹp, đóng lại. Đây. Con này đèn laser nhé, độ sáng là 5000 lumen nhé, đèn laser. Focus chỉnh tay nhé, focus zoom chỉnh tay, chỉnh cơ lên cái độ nét nó rất là cao, nó độ chuẩn nó cao, để vì sao ý mình và cái độ zoom của chỉnh cơ thì bây giờ nó cũng cao, mặc dù nó là đèn này, là cái ống kính như tiêu chuẩn đó. Đây. Con này ok nhé, các thứ các chức năng ok hết, đẹp. Đây mình đang chiếu cho các bạn xem, nó bóng laser nên quay nó cái độ thương thích nó ấy, nhưng mà thật ra ngoài nét căng mịn, full HD cộng nhé, độ sáng 5000 lumen nhé, độ tương phản con này là 2500:1 nhé, Canon DLP, công nghệ chip DLP, đẹp, nét sáng trưng. Đây đèn điện sáng trưng, đây, các bạn nhìn đèn sáng trưng này xem. Đây mình sẽ chỉnh hết về menu tiếng Việt rồi. Con này thì đèn chiếu của nó là hiện nay là nó chiếu được 1758 giờ nhé, nhưng mà con này thì tổng của nó là 20.000 giờ cơ, các bạn dùng thoải mái, nó còn 18.000 giờ nữa, hơn 18.000 giờ nữa, 18.000 mấy trăm giờ các bạn dùng thoải mái, đèn laser đây, độ các bạn dùng chục năm nữa cũng suy nghĩ. Nét như tivi luôn, xem dịu mắt đẹp, mấy trăm inch, con này có bạn phải phóng lên 600 inch nhà sản xuất nó nói là có bạn có thể là phóng lên 600 inch, đây là mình đang để khoảng 120 inch, hơn 120 inch. Tắt bớt thấy không? Cái đó độ loang lổ cái hình ngang đấy nó không phải do máy lỗi, là do cái bóng laser nó vào đến cái camera ấy, của điện thoại nó bị không tương thích, nó cái tần số chắc nó không 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 quét tương thích thì nó bị thế. Chứ còn là nét căng nhé, hình đẹp tuyệt vời luôn, chi tiết mịn đẹp, đi LP Full HD cộng 1920 nhân 1200, nó khủng khiếp luôn. Nói chung con này xem mình chấm hết rồi, các bạn không phải suy nghĩ gì, xem đá bóng, xem gia đình hoặc là quán xá hoặc là hội trường, thì không phải lăn tăn bất cứ một cái gì luôn. Đây bây giờ là vẻ mình chiếu xa thì nó tương thích đẹp chưa? Đó. Gần lúc nãy là nó bị, đây là mình quay ra xa thấy nó. Đó. Mà thì đẹp lắm, nói chung rồi mình mở 4K cho các bạn xem thôi rồi. Nhà mình thì vẫn chiếu trên cái bức tường nhé, chứ cũng chẳng có phải cái gì là cao siêu nữa. Quá lẹt. Ôi, đèn laser của nó khác hẳn đấy, nó đẹp, nó sắc, nó mịn, nó sắc, nó tinh tế từng chút một. Đèn laser nó có cái nó hay rồi đấy. Tại sao những con đời mới bây giờ người ta sản xuất bằng đèn laser hết?
Hầu với tất cả những con đời sản xuất sau này là các hãng này đấy sản xuất laser ấy, thì nó cũng bỏ cái halogen, halogen thì được cái là nó ngon bổ rẻ. Nhưng mà tính ra thì đấy, con này nó đập khoảng tầm 7 lần của con halogen. 7 lần thay bóng của con halogen thì mới phải thay bóng con này một lần. Thì tính ra thì ở đâu nó vẫn vào đấy. Rồi ngắn gọn đấy, con này mình bán 1.758 giờ nhé, mới chiếu lúc 1.758 giờ. Mình bán con này là 15 triệu nhé. Bạn nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0934 337 337 nhé. Con này khẳng định các bạn chiếu khoảng 300 inch quá đẹp, lên đến 600 inch luôn. Chứ đây tầm cỡ 120 inch không tính nhé. Quá bình thường luôn. Các bạn cứ zoom lên cho 300 inch đi, cả một hội trường đấy. Các bạn nhu cầu liên hệ 0934 337 337. Đẹp không có một cái gì cả, trắng đẹp mịn. Full HD cộng, độ sáng 5.000 ánh sinh lumen, nó sáng sáng hẳn, nó sáng bừng lên chứ không phải sáng kiểu 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 khác. Rồi ánh nắng ánh sáng nó sáng hẳn luôn, nó thể hiện chân thực luôn. Nên các bạn mua cái máy chiếu, cái độ sáng nó quan trọng nhất nhé. Thực ra độ sáng nó quan trọng nhất đấy, còn tất cả những cái kia nó phụ trợ thôi. Rồi xin chào các bạn.